Chào tất cả anh em và cô cá nha, quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ là 9/34 nha anh em. Bây giờ là cho mình tổng cộng là 261 cần và 3 con máy. Thì những dòng máy đây có dòng Shimano nha. Đây có thì dòng Adelaide này, 3000, 6000, có một con Ortega nha anh em 6000. Cần thì những dòng là cần mini, cần rút nha. Đây cần lua này. Cần lua thì sẽ có dòng Mazograph này, dòng nội địa Nhật nha. ISO thì sẽ có từ cứng 1, cứng 2, cứng 3, khoen nhỏ, khoen lớn, có Daiwa, Shimano, Daiko nha, Olympic này. Cần lục thì sẽ có những dòng như là từ 4m2 này, 4m2 cứng 25, 425 này cứng 35, Olympic. Cần dây trong, cần tay trợ máy, cần tay thì sẽ có 4m5, 5m4, 6m3 này, vượt cứng này. Cần lưu thì có máy ngang, máy đứng, những dòng Cosit thì sẽ có cắm gốc này, dòng Saurus nha, Daiwa này, một số dòng của dòng Pad, thương hiệu của Mỹ này, nội địa Nhật. Đây có Satiga, dòng Dotfire đây, đó, cắm gốc nha. Những dòng cần hai khúc cần lua thì sẽ có máy đứng này, hai khúc Shimano này, Mazograph này mới tin chưa xài qua nha anh em. Đây có một con của dòng Zeco nha, Zeco mới tin chưa xài qua, hai khúc nha, Zogit. Con cần ba khúc dây trong lên khoen cứng 80 đây qua cho mình cùng ngâm lan xe. Thì bên em sẽ báo rõ tình trạng tất cả sản phẩm ở đây, anh em lưu ý mình chốt đơn cái liên hệ trực tiếp là Duy 0923 534 779, ship có toàn quốc 30.000 một đơn, hàng tới nhận hàng đồng kiểm nha. Rồi lên trước cho mình ba con máy. Thì mã số 1 đối với máy, đây sẽ có một con máy của dòng Shimano, dòng Ares như này, C3000, con này cực mới nha, máy rất đẹp như này đó, C3000 nha. Con này thì sản xuất tại Malaysia nha, đây Malaysia xuất thị trường Nhật đó, máy thì còn đẹp nha, đây nó xước đây một xíu thôi này, còn lại thì mới cứng nha. Rồi con này thì nó sẽ có dù sẵn từ bên Nhật về luôn nha, cái này thì em quen mua cửa hàng nó có sẵn bên Nhật về luôn. Rồi thông số cước này, số 2 220m, 2.5 được 185, số 3 150 và số 4 100m nha. Máy thì có ABS đầy đủ hết này, lưỡi ga này, lô cước này, gạt cước nha. Con này mới cứng, con này cho nên mình cung ngâm lan xe, câu lua gần cũng được này. ABS đầy đủ nha, một chiều này. Rất là nhẹ nha, động nhẹ chạy cho mình rồi, hai chiều này. Đó. Động nhẹ chạy nha anh em. Con này thì mã số 1 đối với máy nha, giá là 1.200.000. Đây, 1.200.000. Có dù sẵn nha anh em. Cái PE này có sẵn từ bên Nhật về, cái này cũng mắc lắm á. Tầm khoảng 3-400.000 là có rồi. Cái này bình thường nha, mình câu lua được ạ. Số 2 đối với máy thì một con máy của dòng Shimano luôn, con này của dòng Ares luôn nha. Con này size 6.000, size lớn hơn. Con này chắc tầm khoảng 8.000 cho thật á. Cái thông số cước số 4 được 240, số 5 190, số 6 được 150m nha. Có cước sẵn nè. Cái này thì cũng là cửa hàng nó bỏ sẵn cho mình luôn. Cần thủ trước á. Con này thì cũng là hàng Malaysia xuất thị trường Nhật. Tình trạng của máy thì còn ok nha anh em. Toàn thân là phương carbon, lô cước hợp kim. Đó, lưỡi ga này, lô cước như này, gạt cước này. Hoạt động tốt á nha. Và con lăng cước còn mới. Tình trạng của con này thì nó sẽ có sức dăm sơ sơ như này. Nó quẹt 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 thôi. Trong hàng bãi thì anh em không quan trọng ngoại hình thì mình đã rất ngon nha. Rồi Shimano Ares 6000, con này thì tích như này, một chiều này. Đó, một chiều nha. Máy bao mượt nha. Đó, chốt chặn hai chiều ở đây. Đó. Con này thì mình câu ngâm đánh lục đều được nha. Để chốt chặn hai chiều này. Con này mã số 2 để cho mình giá là 1.200.000 luôn nha. Đây, 1.200.000. Số 3, ở đây có một con máy size lớn, con này thì của dòng Shimano, con này Ortega. Ortega này thì đời dạng cao cấp hơn một xíu nha này. Con này thì thông số cước số 4 240, số 5 190, số 6 150 luôn. Con này thì nó bằng con này cho mình luôn nha. Đây thông số cước này hai như nhau nha. Đó, con này hai con này y chang nhau này, thông số cước như nhau và size như nhau. Con kia thì Ares, con này thì của Ortega. Cái Ortega này thì sản xuất tại Nhật nha này, đây Japan. Tình trạng con này thì cũ hơn một xíu. Đó, để có cước sẵn nha này. Để cước sẵn thế này. Tình trạng thì hơi bị muối nha, có muối như này, phải có sức dăm thôi. Lô cước này, lưỡi gà này, gạt cước nha. Trong máy hoạt động tốt cho mình ạ. Đây còn lần lưỡi cước mới. Trong mấy con này thì lâu ngày á, bên Nhật người ta không câu, người ta bỏ cửa hàng á, thì dầu mỡ nó hết thì nó sẽ có dạng như là hơi cứng cứng một xíu á, nhưng vẫn mượt nha. Anh em về mình tra thêm dầu mỡ vào đánh thì tốt hơn. Rồi ABS một chiều này, test nha. Đó, một chiều hoạt động mượt nha. Này, chút chặn hai chiều ở đây. Con này thì anh em về chỉ cần thêm ít dầu mỡ vào thôi thì nó sẽ mượt rất là nhiều ạ. Đó, máy được tốt như này. Thì con để cho mình giá tốt như này, 1.300.000. Đây con này là 1.300.000. Mấy con này thì hàng về nhiều chứ có vệ sinh á, cho mấy cái miếng này thì này thì mình vệ sinh sạch hết nha. Đó, 6.000 Ortega 1.300.000. Rồi đối với cần, cần thì đây sẽ có là 26 mẫu cần. Thì mã số 1 sẽ lên một con cần mini trước như này. Đây con cần mini, cần lua rút. Cho nên mình câu bỏ cốp xe ba lô du lịch này. Con này thương hiệu của mình là dòng Compact, dài 2m4, độ cứng 10, cứng 10 cho mình tầm khoảng ML cần lua nha. Bản nội địa Nhật, Pad Fuji này, dàn khoen Fuji nha. Đây loại xi đất xám. Con này ngọn của mình thì đo được cho mình là xác là ngọn 1.5 ly, ngọn sẽ có một này khoen chạy nha. Con này trừ nước ngọn là nước sơn màu trắng, còn mấy cái lóng còn lại là nước sơn màu xanh hết này.
Con này thì gọn nhẹ nha, cho mình câu lô rút, anh em mình câu ngâm câu đơn đều được nha. Đó, rất là gọn nhẹ luôn. Rồi con này thì mã số 1, cân nặng là 140g, giá 500.000 nha. Thu gọn cũng cần là 51cm nha, tầm khoảng 52 cho mình á. Thì mấy con này em vẫn có đắp chụp kèm hết nha. Đây có đắp chụp kèm cho mình hết đây. 500.000 ạ. Mã số 2, một con cần lô rút. Con này thì cho nên mình câu ngâm lô rút đều được cho nên còn rất là đẹp. Con này thương hiệu của mình là dòng Mazocraft này. Đây dòng Mazocraft, dòng Sofara. Cái thông số cần là 9 feet 2m7 cứng M nha, cần lô rút. Con này thông số tải mồi từ 7 đến 35g. Con này tải mồi trong tầm khoảng vào 35g nha, tải cá 16 là bao. PE hỗ trợ mắt là số 1.5. Con này hàng China xuất Nhật. Phụ kiện thì nó sẽ có một cái nắp chụp này, zin theo cần như thế này. Đó, nắp chụp zin theo cần nha, Fuji. Thì 27 cứng M, con này thì mình lùi nhá, hơi và nhớ thật được rồi. Chủ dạng cho mình lùi gần. Ngọn 1.6 ly, ngọn sẽ có 1 2 3 quyền chạy như này. Đó, con này rất đẹp nha. Cần thì kèm là 3 lóng, 4 lóng nhá, 4 lóng như này. Hai cái lên ngọn dưới con này á, hai quyền đề 3 con này là quyền chạy nha. Đó, 1 2 3 4 lóng nha. Mazocraft. Con này thì cho mình lùi gần, mình lùi nhá, hơi và nhớ thật đều được nha. Cần lô rút của Mazocraft. Tức là mấy cái con cần ISO hay cần mà có khoen á thì bên em gửi đến đây mình sẽ có lắp chụp kèm hết nha. Rồi tay cầm con này thì bằng cán mút nha, tay cầm cán mút bát vạn Fuji Mazocraft 2m7 cứng M, cân nặng là 140g, mã số 2, giá 1.500.000 này. Đây 1.500.000 ạ. Rồi tiếp theo mã số 3, một con cần ISO khoen lớn. Cái con này mình xả cần tay này, nó rơi cho mình tầm khoảng trên 5h nha. Đây qua của dòng Dynamite, dài 5m3, độ cứng 3 nha. Con này phôi carbon xoắn 2 da, hàng Korea xuất thị trường Nhật. Rồi khoen bát Fuji, con này thì ngọn mình đã được hạ xuống như này. Lưu ý nha, ngọn hiện tại là ngọn 2 ly, còn tầm khoảng vào 5m1 thôi. Hạ 20 phân rồi. Ngọn thì nó sẽ kèm cho mình là bo 3 quyền chạy này. Trừ cái lóng ngọn nó sẽ carbon xoắn vân này. Đó. Còn mấy cái lóng còn lại cần nha. Đây là carbon 2 da như này. Đây, đây là carbon xoắn 2 da này. Đây tình trạng thế này. Con này bên đây vẫn hỗ trợ xả cần tay nha. Đây xả tay cho anh em mình. Thì con này bị hụt tầm khoảng 20 phân thì em sẽ để cho mình giá rẻ thôi. Đó, để cho mình giá 600 như này. 600.000 hỗ trợ hạ tay nha. Mã số 3, cân nặng là 290g. 5m3 hụt 20 phân, hạ rồi, còn 600.000 ạ. Đây qua. Mã số 4, một con cần ISO khoen nhỏ, con này thương hiệu là Shimano này. Đây Shimano rất đẹp nha, có chế độ zoom. Dài là 4m5, có chế độ zoom là 5m3 này, độ cứng 2 nha. Cứng 2 thì cũng dạng vừa vừa. Rồi cho mình tầm khoảng 3.5h nha. Đó, khoen pad Fuji loại xứ xích thế này. Đây khoen xích nha. Thì con này sẽ like cho mình một cái đồ bu và hai khoen chạy là khoen Fuji xứ xám, còn lại là khoen xích hết. Độ cứng 2 thì ngọn cần đo cho mình xác đây này là ngọn 1.3 ly. Đây ngọn sẽ có 1 2 này, 3 nha và 4 khoen chạy cho mình. Đó, Shimano thì trung bình sẽ có 4 khoen chạy nha. Cái lóng thứ hai thì sẽ có 1 khoen chạy và phôi của mình là phôi carbon. Đây, carbon xoắn vân toàn thân hết nha. Đây tổng thể thế này. Thì có hai chế độ nha, rất là tiện luôn. Còn lại bên đây có hỗ trợ xả cần tay cho mình. Rồi anh em muốn câu 4m5 á thì mình câu ngang đây thôi. Còn 5m3 rút lóng zoom ra này. Đây, lóng zoom nha. Cực kỳ chắc chắn. Cho mình câu được hai địa hình nhiều hơn này. Rất tiện nha. Đó, ISO khoen nhỏ Shimano. Cái con này thì bản có phải là bản nội địa Nhật nha này. Đây có tem vàng đầy đủ này. Cân nặng của cần là 200g, mã số 4, giá là giá 1.000.000 như này. Đây, giá là 1.000.000 cho mình ạ. Tiếp theo mã số 5. Số 5 thì đây sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ. Con này thương hiệu của mình là dòng Daiko này. Daiko khoen nhỏ. Dài 5m3, độ cứng 1 nha. Đây, độ cứng 1. Thế là cho mình có cái trap cái hanh. Daiko thì Japan 100% rồi. Đây nội địa Nhật nha, tem vàng, made in Japan. Cái dàn khoen của mình thì đều là dàn khoen full xích nha. Đấy, Daiko khoen xích này. Mấy khoen chạy trên này đều được khoen cong nha. Khoen zin theo cần 100% luôn. Ngọn nhỏ 0.6 ly. Ngọn sẽ có 1 2 3 này và 4 khoen chạy nha. Mấy con mà đời xịn như này đều có 4 khoen chạy hết. Đó. Daiko như này. Cái Daiko thì mình khỏi bàn rồi. Nó là thương hiệu dạng như top 1, top 2 của Nhật nha. Gamakatsu này kia. Đó. Cái dòng Daiko và cái dòng Gama thì nó chỉ có carbon xoắn vân thôi nha. Đó, carbon xoắn vân thế này thôi. Nó không có hai da như Shimano hoặc là Daiwa. Daiko 5m3 cứng 1. Cân nặng con này chỉ có 170g, mã số 5, giá 1.300.000 nha. Đây, 1.300.000 nha. Con này thì còn mới cứng nha. Tình trạng con này thì còn rất là đẹp. Đây, Pat Fuji Stylus. Số 6 thì 6 và số 7 thì ISO khoen lớn này. Anh em muốn đánh bạo lực nha, đánh bờ kè, đánh lực độ cần này. Số 6 một con cần ISO khoen lớn 5m4 độ cứng 4 của dòng Will nha. Will thì đa số là hàng Korea xuất Nhật. Và khoen cái này là khoen Pat Fuji hết, loại xứ đất xám. Đó, Pat là Pat vặn nha, khoen Fuji.
Con này thì khoen các bạn là khoen xứ xích cho này. Cái ngọn con này đo cho mình là ngọn 1.6 ly, ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy đây. Phôi cái bao xoắn vân màu đỏ nha. Đây màu đỏ thẫm thế này. Con này xả cần tay thì ra cho mình tầm khoảng từ 5 đến 6 hát. Cho mình để cắt chép, cá mè được nha. Con này thì còn khoen á thì nó lắp máy, mình đánh lục độ cần. Mình câu bờ kè được nha. Đây câu gần được này. Mấy con này tại cá lớn nha, tá tầm 5-10 kg thoải mái cho mình này. Đó. Khoen phát Fuji. Rồi ISO khoen lớn 5m4 độ cứng 4, carbon cân nặng 390g, mã số 6, giá 750 này. Đó, giá 750.000 ạ. Cái này thì cái ran cao su nha. Cái ran cao su. Nó khỏi chống nước á. Bỏ đi, cái này lâu ngày thì cũng chả cần đâu. Tiếp theo mã số 7. Số 7 ở đây có một con cần ISO khoen lớn của dòng Olympic cho anh em. Con này thì nó cứng tầm khoảng 20 tính theo cần lục nha. Con này tính theo cần ISO khoen lớn nó cứng tầm khoảng độ cứng 6 đến 7 cho mình á. 5m4 này 2 cho mình nha. Phôi carbon 2 da. Dạng khoen Fuji xứ xám. Con này thì câu bờ kè khỏi bàn luôn. Đây ngọn rất là lớn nha. Ngọn cơ là ngọn 2 ly, ngọn con này thì nó sẽ có cho là 3 khoen chạy này. 1 2 3 khoen chạy này. Phôi của mình là phôi carbon xoắn vân toàn thân. Đây của Olympic. Con này bản nội địa Nhật nha. Đó, nội địa Nhật cho mình. Tổng thể thế này. Có ok nha. 5m4 độ cứng ra cho mình tầm khoảng 20 tính theo cần lọc nha. Còn câu gần này kia cứng tầm khoảng độ cứng 6. Cứng 6 cứng 7 thì dạng cứng gọi lực rồi. Con này mà xả cần tay thì khỏi bàn luôn, chắc tầm khoảng vào 8-9 hát cái này. Đấy, trên 8 hát nha. Rồi pad là pad vặn Fuji FPS 28 gắn máy lớn được nha. Japan, cân nặng 550g, mã số 7, giá 750 nha. Đây, 750.000. Gốc thì sẽ có dây buộc bảo hiểm ở đây. Đồ Olympic nha này, nội địa Nhật. 750.000 ạ. Rồi tiếp theo mã số 8. Số 8 thì đây sẽ có một con cần lục, con này của dòng Suzumi. Cần rất đẹp nha, con này đã được xài, đã được hạ pass cho mình rồi này. Con này dài là 4m2, độ cứng ra cho tầm khoảng 25. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật này. Đây có mã có tem vàng đầy đủ này, made in Korea. Cái con này thì 4m2, độ cứng tầm khoảng 25 thôi. Thì em sẽ đo cái pass nha. Hiện tại con này thì từ gốc lên chân pass á là 35cm này. Đây 35cm nha. Cộng sai chuẩn thì mình đánh đầu cần và gần bờ rồi. Pass Fuji F7. Đây cuốn chỉ lên keo hết nha. Cái chỗ này thì cái pass cũ á nó còn dính keo sơ sơ này. Dạng khoen Fuji loại xịn đất xám 4m2 cứng 25, đánh đầu cần và gần bờ. Ngọn con này là 2.5 ly, nước sơn màu trắng, sẽ có cho mình là 2 khoen chạy đây. Nước trắng xanh nha. Trông con rất đẹp này. Nó có đi kèm là 4 lóng. Đây, lóng rất đẹp này. Sáng ok nha. Đây tổng thể thế này, đóng semi chống nổ đầy đủ này. Rồi con này là cần lục nha, dạng súp lở, đánh đầu cần, câu bờ kè, bạc bãi bạc biển đều được này. Cần rất đẹp nha. Đã được hạ pass 35cm. Cân nặng của cần này thì được á là 390g, mã số 8. Giá con này là giá 800 nha này. Đây, giá 800.000 nha. Tiếp theo mã số 9. Số 9 có một con cần lộc, con này cũng được đã hạ pass cho mình rồi. Đây, hạ pass xuống như này. Con này thương hiệu cũng là dòng Olympic, con này thì đánh xa bờ được. Dài là 4m25, cứng 35 nha này. Đây cứng 35 thì rơi cho mình tầm khoảng bé thôi. Đối với cần dòng khác nha. Anh em lưu ý cái con này thì nó sẽ không cứng bằng mấy cái con mà AX 35 của C hay Daiwa đâu. Con này nó cứng tầm khoảng 33 cho mình thôi. Đó, con này ngọn lớn nha. Con này thì nguyên bản nguyên zin, không hao hụt như này. Ngọn con này là 3.2 ly. Phôi carbon xoắn 2 da này và dàng khoen cũng là dàng khoen full sheet hết. Cái con này không có định vị như này. Lưu ý nha, con này đời sâu đây không có định vị nha. Ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy đây. Đó, phôi 2 da nha, từ gốc tới ngọn luôn. Con này thì không hao hụt miếng nào hết luôn. Nó lóng đẹp nha. Con này thì đó, em báo trước nha. Anh em lấy con này á, 4m25 cứng 35. Thì nó chỉ cứng tầm khoảng 33 đối với cần loại Daiwa Shimano thôi. Nó không được cứng 35 nha này. Nó cầm khoảng B cho mình thôi nha. Không cứng tới khoảng A. À, đó, chỗ này thì cái bắt cũ nha, tháo ra. Nó còn dính keo sơ sơ này. Và đây là cuốn chỉ lên keo rồi. Con này hiện tại cái pad của mình á là từ gốc nha, tới chân pad là 27cm này, tầm khoảng 27.5 nha. cm cho mình. Thì đắp đít con này thì nó gắn thêm cái miếng cao su này. Chắc ăn nha. Con này nội địa Nhật cho mình, cân nặng của cần á là 470g, mã số 9, giá 3.2 triệu. Đây, 3.200.000 nha. 425-35 đây qua. Con này mình câu bạc bãi bạc biển đâu được nha. Đánh lục tầm khoảng 50m đổ lại ạ. Tiếp theo mã số 10 thì đây sẽ có một con cần dây trong 2 khúc của Suzumi. Độ dài cần này là 42m4 nha anh. 2m4 cứng 30. 30 thì thích hợp mình là câu cảm giác thôi. Bản nội địa Nhật, con này rất đẹp nha. Ngọn cần là 2.5 ly, cứng 30. Khoen cái mình là khoen xích nha. Đây khoen chạy cái mình là khoen xích hết. Nước sơn màu trắng vàng xanh thế này. Đó, tay cầm cán mút bát vặn này. Suzumi chính hãng theo cần luôn. Khúc con này thì sẽ có một dây buộc bảo hiểm ở đây. 2m4 như này. Cứng 30. Cân nặng là 370g, mã số 10 như này.
giá 500.000 ạ. Đây 500 nha. Con này thì bên em vẫn hỗ trợ cho mình luồn dây trước, anh em về mình bỏ, chỉ cần nối vào thôi, mình đánh bình thường, mình câu dây trong nha. Câu cá mấy con mà câu cá cái đi câu biển á, bò da là tầm khoảng 2-3 kg á, câu ngâm á thì rất là ok nha, sẽ có cảm giác hơn. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một số cần tay. Ở đây có một con người tay chợ máy của Daiwa này, đây còn rất là đẹp nha. Còn này Daiwa 39 cứng 1, con này thì nó sẽ kèm một cái bao vải này, đây bao vải của Daiwa nha, cần tay chợ máy. Con này thì phụ kiện sẽ có một cái bao vải và một cái lớp chụp kèm thế này. Thế là cho nên mình đánh câu cá rô có giết nha, ở dạng câu cần tay chợ máy. Cái ngọn rất là nhỏ rồi, tầm khoảng vào 0.6 ly thôi. Đây, ngọn của mình thì đa số là ngọn đặc nha. Cái ngọn tầm tay chợ máy thì ngọn đặc, ngọn tháp thế này. Con này đi kèm là 4 lóng, phối của mình là carbon sóng vân, 2 lóng trên nha. À 5 lóng nha, con này 5 lóng nha. 2 lóng dưới là carbon 2 da này. Đó, carbon 2 da nha. Rất đẹp này. À, xin lỗi chứ này, 4 lóng thôi. Tưởng này còn lóng nữa, nó có 4 lóng này. 39 thì 4 lóng đúng rồi. Cần thì còn đẹp nha, nó cứng tầm khoảng 3 hát cần tay thôi. Con này thì mình rô giết mày dân thì khỏi bàn luôn. Đây dòng Power Med. Rồi pass là pass gập này, Fuji Daiwa, dòng là Titanium nha. Đây pass Titanium, cực đẹp nha. Cân nặng của cần chỉ có 108g, mã số 11 nha. Giá là 1 triệu này. Đây 1 triệu cho mình ạ. Rồi tiếp theo thì mã số 12 này. 12 thì đây sẽ có một con cần tay. Đây con là cần tay cho mình, cần tay thẳng nha. Cần tay này thì cần tay carbon, độ dài của cần là 4m5, đi kèm 5 lóng. Con này thì rơi cho mình tầm khoảng 3 hát thôi. Đó, cho mình câu rô giết mày dân. Cái ngọn con này thì đo cho mình sát cái này á, là ngọn 0.7 ly. Đây, ngọn đặc nha, ngọn tháp lồng phụng cho mình. Phôi carbon này, xoắn vân. Đó, cần đi kèm 5 lóng như này. Cái con này thì rô giết mày dân thôi. Đó, tình trạng của cần thì nó sẽ có sức giam sơ sơ thôi. Quẹt quẹt sơ sơ thôi nha. Trong thì không ảnh hưởng gì cho mình ạ. Đó, cần thì đẹp, sáng ok hết. Trong có sức như này, sức giam thôi. Rồi cần tay carbon độ dài 4m5, cứng tầm khoảng 3 hát. Con này thì tay cầm được làm nhám nha. Cân nặng của cần thì chỉ có là 110g, mã số 12, giá 500.000 ạ. Đây, giá 500 như này, 500 cho mình. Mã số 13 này, một con cần tay vượt cứng của dòng Nissin. Đây, con này cứng 4-5 hát như này. Anh em lưu ý nha, con này 4-5 hát. Cái con này thì độ dài cần là 13 nha. Đây, 13 là 39 như này. Còn Nissin nha, Nissin thì nội địa Nhật này, tem vàng. Con này cứng tầm khoảng vào 5 hát như này. Anh em lưu ý cái nắp chụp con này bị mất nha, thì cái cần thủ trước ở trong cái hàng nó về á, thì nó gắn cho mình cái nắp như thế này. Đó, cứng nha. Thế này, phôi dày này, cứng nha, anh em nhét vào là ok rồi. Đó, nó không bị xuất ra. Con này thì cứng 39, cứng tầm khoảng vào 5 hát cho mình á. Cái ngọn của mình thì đo sát cho này là ngọn 1.2 ly. Cũng dạng là ngọn đặc này, ngọn long phụng nha. Đây chỗ tháp đây. Chỗ tháp long phụng bên đây. Con này anh em về đánh cái chép cái mè được nha. Cái Nissin thì phôi rất là dày rồi. Đó. Hai cái lóng trên là carbon xoắn vân. Còn mấy lóng dưới là carbon xoắn vân nước sơn màu sáng cái này. Con này thì 39 nha này. Cứng nha, vượt cứng nha. Lưu ý ạ. Rồi cứng nặng con này thì phôi dày 175g, mã số 13, giá 600.000 nha. Đây, giá 600 cho mình ạ. Con này cứng bạo lực. Mã số 14. 14 thì đây một con cần tay, cái con là cần tay của dòng Shibu, dài 6m3 này. Đây 6m3. Tay cầm nó được cuốn chỉ cầm chắc tay, bản nội địa Nhật. Con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng 4 hát này. Cần ra thẳng nha, tình trạng sẽ có sức giam sơn thế này. Đây, lóng gốc thôi. Phụ kiện thì vẫn có một cái nắp chụp kèm cho mình ạ. Rồi 6m3 cứng tầm khoảng 4 hát. Con này cho mình đánh cá chép cá mè được nha. Ngọn cần là ngọn 1 ly. Đây, ngọn 1 ly cho mình. Tổng thể thế này. Còn thì cũng là dạng cần ngọn đặc ngọn tháp nha. Phôi thì cũng là phôi carbon này xoắn vân toàn thân. Đây, carbon xoắn vân toàn thân nha. Con này thì nó còn sáng đẹp ok hết này. Đó. 6m3 nha. Cứ tầm khoảng 4 hát cho mình. Tình trạng cần thì nó sẽ có sức sơn này. Đây nó có sức sơn sơn thế này. Trong mấy con này thì mình đang cắt chép cao mè thoải mái rồi. Rồi 6m3 của dòng Chibu. Con này thì bản nội địa Nhật. Con này phôi của mình thì cũng tương đối nha. Cân nặng là 240g, mã số 14. Giá con này là 900 nha. Đây, giá 900.000 ạ. Rồi tiếp theo thì sẽ có một số cần lua. Ở đây có một con cần lua máy đứng của Daiwa này. À, máy ngang nha, còn rất đẹp nha. Con này mới cứng này. Con này Daiwa có dòng Jupiter. Đây, Daiwa nha. Độ dài của cần là 6 feet 1.8, cứng là ML nha. ML tải mồi mát là 28g, tải cá 14 là bao. Con này hàng Korea xuất Nhật này, có mã có tem vàng. Con này thì còn nguyên cái siêu nha. Đây nguyên siêu tay cắn bừng, chưa bóc luôn. Và khoen là khoen Fuji này. Đây khoen Fuji nha. Khoen Fuji hết. Thì ngọn cần thì đo cho mình xác là ngọn 2 ly. Thế đẹp cho nên mình luôn có lóc, cái chẹt đều được nha. Con này máy ngang như này. Đấy, máy ngang. ML thì dạng vừa thôi, cần mới. Cân nặng 140g, mã số 15, giá 600 như này. Đây, giá 600.000 ạ. Rồi tiếp theo mã số 16.
16 thì đây sẽ có một con cần lua 3 khúc như này. Cần lua 3 khúc con này của dòng Simat nha. Đây Simat Titanic Enjoy này, phôi hay da. Độ dài là con này là 10 feet là 3 mét nha. Đây. Thông số con này thì tải mồi á là từ 1/2 đến 2 OZ, rơi cho mình tầm khoảng 56 gram, tải cá 20 lb bao. Con này trên đây mình lua gần nha, lái hơi nha, thật đều được này. Con này ngọn mình là ngọn 2 ly. Đây, đóng speed chống nổ đầy đủ nha. Cần thì đẹp, 3 khúc nha, lua gần. Tay cầm cán bút phát vạn Fuji DPS. Đây, 3 khúc nha này. Cho mình lua gần này, lua nhớ hơi và nhớ thật đều được. Cân nặng của cần này thì chỉ có cho mình á là 240 gram thôi, mã số 16, giá 1.200.000. Đây, 1.200.000 ạ. Rồi mã số 17 đổ lên thì một số cần lua và cần zip như này. Đây, máy ngang máy đứng. Ở đây thì mã số 17, một con cần zip, con này là cần zip máy ngang. Con này zip máy ngang của dòng Ocean Blue như này, con dòng Tigerwood nha. Đây Tigerwood Ocean Blue. Dài là 6.4 1m92, UL. UL mà con này tải mồi mát là 150 g. Tải cá như này, Mazran á 2.3 kg. Con cá mà tầm khoảng 2.3 kg đây này mình cẩu luôn nha. Đó mình cẩu luôn. Của dòng Tigerwood này. Tigerwood cho anh em, Ocean Japan. Khoen có mình là khoen full shift này, ba chân phát vặn Fuji Gold. Còn rất đẹp nha, mới cứng luôn. Đó. Con này thì ngọn có mình đo sát cho mình là ngọn 2 ly. Ngọn 2 ly nha. Khoen shift ba chân hết. Thế là cho anh em mình là zip như này. 150 g thì cũng dạng zip, dạng vừa rồi, không cứng không mềm lắm nha. Rồi 1m94 cân nặng có cần được là 190 g, mã số 17, giá 2 triệu như này. Ta sai quật nha, 2 triệu ạ. Tiếp theo thì mã số 18, 18 thì con này máy ngang cho mình luôn. Con này có dòng sau rớt như này. Đây sau rớt con này bạo lực này, cứng. Con này thì sau rớt thì nội địa Nhật Bản thì anh em biết rồi. Cần cắm gốc của dòng sau rớt 7.6 như này là 2m28, gần 2m3 nha. Đây có dòng zip. Cái thông số lua cho mình là từ 30 đến 80 g, tải cá mát là 30 lb này, 16 20 30 nha. Con này lua 80 g thì con này zip á thì nó rơi cho mình tầm khoảng 150 200 g được này. Sau rớt Japan như này. Phát vạn Fuji chữ vàng, dàn khoen có là dàn khoen full shift 3 chân này. Đó, dàn khoen full shift 3 chân nha. Tình trạng của cần thì còn ok hết. Con này ngọn của mình thì đo được là ngọn mình là 2.2 ly. Đây ngọn 2.2 ly. Độ cứng con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng với ML như này. Đây tầm khoảng ML. Tất cả dàn khoen full shift hết, của dòng sau rớt nha. Sau rớt Japan. Cân nặng của cần được là 290 g, mã số 18, giá 2 triệu nha. Đây, giá 2 triệu cho mình ạ. Tiếp theo thì số một cần máy đứng như này. Đây có một con zip máy đứng của Daiwa rất đẹp nha. Đây con Daiwa nha. Con này thì có dòng Daiwa dòng Brazil. Con này thì cái độ dài cần này, model của cần nha anh em là 6.2 là 1m84 m nha. Cái thông số zip á là từ 870 này đến 180 g. PE thì hỗ trợ từ 0.2.5 đến số 4 nha. Con này hàng China xuất Nhật, có mã có tem vàng. Con này thì phôi các bạn là phôi carbon xoắn hai da luôn, và dàn khoen con này là dàn khoen Fuji ba chân trên cao nha. Con này cái khoen đề bao của mình rất là cao như này, nó bằng tầm khoảng hơn cái khoen 40 này. Đó. Đây nhìn kỹ nha. Cái khoen là khoen 40 nha. Đó khoen 40 thì nó trong lại có cao khoảng chân 40 cho mình luôn, nhưng cái lỗ nó nhỏ hơn. Cái khoen là khoen 40 thì dạng khoen khổng lồ rồi, mới còn chân cao này, cái đề sâu này thì nó cao hơn. Và phôi con này là phôi hai da này. Đó phôi hai da nha. M thì dạng cứng rồi, ngọn là 3 ly nha. Đây ngọn 3 ly. Cứng như này. Con này M cứng nha, zip 180 g thì cũng dạng cứng bạo lực rồi. Đó, đây qua, rất là gọn nhẹ nha. Của dòng Brazil. Đó, đây qua. Rồi con này thì cân nặng của cần chỉ có 190 g thôi, mã số 19, giá 1.800.000 như này. Đây, 1.800.000. Cái này thì dính này keo tháo hết nha. Không bị gì ạ. Rồi, tiếp theo anh em muốn zip dài hơn thì đây sẽ có một con cần cắm gốc. Con này cho mình câu zip luôn. Cái con này có dòng Ocean. Con này thì nội địa Nhật nha, Japan, đây Kobe Japan. Cái độ dài con này là 7 feet, là 2.1 m nha. Tải mồi mình là 2 UZ lua thì rơi cho mình tầm khoảng 56 g, tải cá 20 lb bao. Cái tay cầm con này thì nó bằng cán mút nha, màu xanh, Japan nội địa Nhật, dàn khoen cũng là dàn khoen full shift 3 chân. Khoen đề ba là khoen H30 nha, chân cao. Bát Fuji. Đó. Cần thì nó sẽ còn đẹp sáng ok hết. Con này trên này mình zip tầm khoảng hơn 100 g được nha. Ngọn lớn 2.8 ly. Đây, ngọn lớn 2.8 ly nha. Mấy con này thì em zip ok rồi. Zip nhùng bè trang rồi lão được hết này. Đó. 2.1 m nha, Japan. Cân nặng của cần này chỉ có là 330 g, mã số là 20. Giá con này là giá 1.800.000. Đây, 1.800.000 ạ. Rồi, mã số 21. 21 thì con này zip dài hơn. Đó, con này thì dài hơn như này. Con này có dòng pad nha. Cái dòng pad cây dừa này là thương hiệu của Mỹ này. Đây của Mỹ này. Cái thông số cần này, cái độ dài con này nha này. Đây, nó hơi dài xíu. Độ dài con này là 8 feet này, 8 feet lẻ 3.
là nó dài tới mình tầm khoảng vào 2m41 nha. Đây 2m41. Đây có dòng patch. Cái thông số con này á là 30L bao, thì con này tải mồi tầm khoảng từ 2 đến 300g được anh em. Khoen này ba là khoen full shit 3 chân, khoen bướm, khoen 40. Patch bạn là patch Fuji Gold này. Đây patch Fuji Gold nha. FPS D22. Đó, con này thì cứng nha. Con này cứng bạo lực cho mình ạ. Con này anh em xích tầm khoảng 2-300g được nha. Mua dòng patch này thì anh em mình dạng bạo lực rồi. Cái ngọn cần thì nó có dính sơn sơ sơ thôi. Ngọn cần thì đo cho mình xác cái này là ngọn 2.8 ly. Đây cứng nha. Con này cứng tầm khoảng vào độ cứng hát hơn á. Nó khoảng full shit 3 chân hết. Hát hơn nha. Tầm khoảng 200g hơn cho mình. Nó cứng hơn mấy con kia rất là nhiều. 2m4 ạ. 30L bao. Rồi con này thì cân nặng của cần cân được là 370g, mã số 21. Giá con này là giá 1 triệu 8 luôn nha này. Đây 1 triệu 800 ngàn ạ. Rồi mã số 22. 22 thì đây sẽ có một con cần rất đẹp nha này. Con này là của dòng Daiwa Satiga nha. Của dòng Dotfire này. Đây của dòng Dotfire cá kiếm nha. Satiga Dotfire 7.6. 7.6 là 2m28. Con này hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật này. Con này Matcheran là 5-6kg nha. Tải mồi là từ 30-100g. Tải cá 40L bao. Đây, Satiga thì anh em biết rồi. Thì cái tay cầm con này thì cắn bút á, thì hàng về nó đụng vào nhau, nó cả thì bị móp này, bị móp như này. Bắt vặn rồi, Fuji nó có cái độ dằn ở sau nữa rồi, khỏi bàn. Đó. Rồi tất cả các dàn khoen con này thì đều là dàn khoen full xích như này. Đây khoen full xích, full hai da. Satiga cái dòng đất fine này anh em biết rồi, giá mới của mình thì rơi trong tầm khoảng từ 15 đến 16 triệu nha. Đó, 15 đến 16 triệu cho mình. Cái dòng mình thì hàng cũ rất là ngon nha. Đó. Khoen này ba là khoen xích hết. 2m28. Con thì để cho mình giá rẻ thôi. Đó, bằng tầm khoảng 1/3 giá mới nha. 2028 nha. Dotfire. Con này cũng dạng cứng bạo lực. Cái Daiwa mà nó tải mồi 100g á thì em thấy nó bằng mấy con kia tầm khoảng 150g rồi. Đó, đây có hai con Daiwa nha. Máy đứng. Cân nặng của cần này là 320g, mã số là 2022 nha. Mã số là 22. Giá con này là giá 7 triệu nha. Đây, mình giá tốt nha, 7 triệu ạ. Rồi tiếp theo thì 23 24 25 26 này, ba con cần lôi nha, cực đẹp. 23 thì đây sẽ có một con cần lưu hai khúc máy đứng, con này có dòng Shimano, con này có dòng Sati Game như này, con này rất đẹp này, Sati Game, dòng Seabass Bay, dài là 9 feet là 2m7 nha, cái thông số con này thì mềm thôi, cứng tầm khoảng L, tải mồi từ 7 đến 15g, tải cá 14L bao, con này thì Japan như này, đây Made in Japan có mã code và tem đầy đủ đây, con này cái dàn khoen của mình là dàn khoen full shit hết, con này thì ngọn mình ngọn nhỏ như này, L ngọn 1.8 ly, cho nên mình lưu nhá hơi thôi, dạ mình lưu cảm giác nha, con này cực đẹp nha. Tay cầm cán bút bát vặn này, Fuji dòng Sati Game luôn. Đó, rất là nhẹ nha. Con này thì cân nặng của cần toàn thân á thì chỉ có 170g thôi, mã số 23. Giá con này là giá 2.2 triệu này. Thì mình giá tốt nha, 2.200.000. Rồi, mã số 24 này, 24 thì có một con cần lưu hai khúc của dòng Masocraft. Con này cực đẹp nha. Con này thì mới tin chưa xài qua nha. Con này cực mắc này. Đây, cho mình xem. Con này thì mình giá một nửa giá thôi. Đó. Masocraft nha. Có là cần lưu hai khúc Masocraft, phụ kiện của nó thì sẽ còn một cái bao vải zin luôn. Đây cần mới tinh chưa xài qua nha. Đây một cái hàng thì còn mới tinh này. Của dòng mà Gelusin nha em, KG nha. Đây còn nguyên bao. Rồi cái thông số con này như sau, độ dài của cần là 8.6. 8.6 thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 2m58 nha. Độ cứng L, tải mồi là tầm khoảng từ 7 đến 23g, tải cá 12L bao. PE thì hỗ trợ từ 0.6 đến 1.5, phôi hai da. Cái dòng này dòng của nội địa Nhật này, nội địa Nhật phôi hai da này, khoen full shit chân ca, bát vạn Fuji Masocraft đó, còn mới như này, thôi cho mình tầm khoảng trên 95% nha, đó, trên 95%. Cái con này thì ngọn của mình đo sát cho mình được là ngọn 1.8 ly, cần mới cứng. Cái con này thì giá thị trường như này, bên Nhật á nó còn nguyên bao như thế này, thì nó tầm khoảng trên 4 triệu nha, đây trên 4 triệu cho mình ạ, cái con để cho mình giá tốt, mới tin nha, chưa xài qua luôn. Rồi cân nặng thực tế con này thì em cân được cho mình chỉ có là 140g như này. Đây 138g thôi, chỉ được 40g. Con này thì mã số là mã số 24 nha. 24, giá là 2.2 triệu. Đây 2.200.000 ạ. Bớt tin nha. Rồi mã số 25. 25 thì đây sẽ có một con cần của dòng Japan, của dòng Setco như này. Con này thì 10 feet này, 3m NMH nha. Cho mình lưu gần. Đây. Còn bớt tin như này, còn tem tiết đầy đủ này, Setco nha. Chưa xài qua nha. Đó, còn tem này cho mình xem. Thì con này rất cổ, cái rất cổ này thì anh em mình xài nhiều thì biết rồi. Cái trong này thì anh em mình Lugan á, Lugan và Zit á, những cái mẫu cần của nó ra á, thì cực kỳ ngon nha. Đây cái ngọn đâu rồi. Mới tin chưa xài qua như này. Đó, rất cổ nha, mã số 25. Ok, còn nguyên cái bao vải zin đâu cần.
Rồi cái thông số con này như sau. Cần lưu hai khúc máy đứng của dòng Zico 10 feet anh em là 3 m cứng NMH. NMH thì thông số tải mồi cho mình là mát này là 80 g, zit cũng là 80 g nha anh em. PE thì từ 3.0. Con này thì dạng cho mình lưu gần á, zit gin, lưu gần cho mình. Nháy hơi nháy thật. Phôi con này thì carbon hai da, dạng quen full seat, tay cầm cán mút. Mấy cái này thì đóng một thùng về đụng vào nhau thì cả móc cái mút thôi. Móc mút xíu thôi. Mới tin nha, chưa xài qua. Đây mình cái pass là biết rồi. Quá trời đất luôn. Đó. Đẹp nha. Mình khỏi bài nha mình luôn. Rất cồ này. Ít như này. Nhưng mà cái thương hiệu này thì nội địa Nhật. Nó cũng ít bán thì Việt Nam lắm. Anh em nào sành chơi á mới biết cái dòng này. Chứ Việt Nam thì anh em mình lui tới chỉ có là Daiwa Shimano thôi. Chứ mấy cái thương hiệu Gamma hay những dòng Zico, Daiko thì cũng ít nha. Rồi con này thì cân nặng của cần được là 306 g, mã số 25, giá 3.600.000 nha em. Đây, 3.600.000 ạ. Đây, Zico nha, con bò. Rồi cuối cùng thì đây một con cần 3 khúc, con này thì đa năng này, dây trong lên khoen. Cho nên mình nha, câu được này, câu ngâm, câu lăn xe hay mình có thể là lưu gần đều được này. Đây qua dòng Chila nha em, dài 3.6 m, cứng 80. 80 thì dạng bạo lực rồi. Cái con này hay lắm nha này. Con này sẽ có cái pad của mình á. Giống hiện tại nha, anh em mình câu mà từ anh em mình gắn cái pad máy á, xuống cái chân á là 30 cm đúng không? Rồi anh em muốn nha. Anh em mình thích mà cái gốc nó dài ra thì anh em mình gắn này, kéo ra. Đó, kéo ra hết nha. Rồi kéo ra ngay đây, mình dắt lại nó sẽ dính này. Đó, thì hiện tại cái pad nó sẽ dài hơn. Anh em mình thích là pad ngắn pad dài được này thì gốc chân pad này sẽ lên 40 nha. Nó tầm khoảng vào 10 mấy cm nữa. Anh em thích á thì tháo này, đẩy vào xong mình vặn qua được nha. Đó, cứng 80 thì dạng bạo lực rồi. Đánh cá tra cá chim được. Phôi hai da, khoen con này thì lên là dạng khoen này. Ba chân nha em, loại sứ, bản nội địa Nhật nha, Pugamet, còn dính keo chưa vệ sinh. Đó, dính keo chưa vệ sinh nha. Cái ngọn con này thì đo được là ngọn 2.6 ly. Con này thì mình lưu gần, đánh cá tra cá chim, đánh lục độ cần được nha. Dùng kim bát rất là tiện ạ, 36-80. Đó cuốn chỉ này. Rồi cân nặng của cần thì cân được cho mình á là 420 g, mã số 26. Giá con này là giá 650 nha. Đây, 650 ngàn ạ. Rồi tổng cộng thì có 26 mẫu cần và một số máy được gửi đến mình. Anh em ấn mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Chúc đăng ký liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo, em chụp hình từng mẫu cần mẫu máy gửi đem tham khảo kỹ hơn. Rồi đây em sẽ làm video cho bạn đăng ký một thông báo nha. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại lần sau ạ.